Người mẹ hoảng sợ khi thấy người bạn mà con gái Bảo mời tới nhà đột nhiên biến mất như hồn ma. Một bà mẹ đăng tải hiện tượng lạ mà cô bắt gặp trong phòng ngủ của con gái lên mạng xã hội, khiến dân mạng sửng sốt. Cô thấy cô nàng cho hay, ngày hôm đó con gái cô Bảo sẽ dẫn bạn về nhà và chơi cùng nhau ở trên phòng, nên bà mẹ không quá để ý. Chỉ tới khi cô mang nước lên cho đứa bé thì mới kinh ngạc phát hiện ra thứ con gái mang về không phải là con người. Trong đoạn video cho thấy cảnh bà mẹ bước vào phòng và thấy cô con gái đang ngồi trên giường. Khi bà cất tiếng gọi thì một cái đầu với mái tóc rủ rượi và gương mặt trắng bệch ló ra từ phía trước mặt cô con gái và nhìn thẳng vào người mẹ. Sau đó lập tức rụt lại. Bà mẹ hoảng sợ chạy tới kiểm tra nhưng không hề thấy người nào cả, mà chỉ có mình con gái cô đang ngồi chơi trên giường. Quá sợ hãi nên bà mẹ đã lập tức đăng tải đoạn video lên mạng xã hội nhờ mọi người giải thích. Sau khi xem xong, nhiều người khẳng định thứ con gái cô dẫn về nhà rất có thể là một hồn ma. Rất nhiều người đều tán đồng với ý kiến này. Họ cho rằng vì trẻ em có thể thấy ma không phải là hiếm có. Trong dân gian, người ta hay đồn đại trẻ em khi mới sinh ra có con mắt thứ ba dễ nhìn thấy ma. Đó cũng là lý do bọn trẻ vẫn thường hay nói với cha mẹ về những nhân vật lạ kỳ hay lãng vãng xung quanh. Họ thường có những bộ dạng rất kinh dị như bê bết, người ướt đẫm hay thậm chí ngủ trên trần nhà. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy comment cho tôi biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye!